Xin chào tất cả mọi người nha. Thì do cái kênh kia của mình đang làm cái vlog cho nên mình không thể làm bài làm điện tử được. Cho nên hôm nay mình sẽ chuyển qua kênh này, và kênh này thì mình sẽ làm điện tử hơn và sẽ làm nhiều hơn, cũng như là cái clip hướng dẫn hơn. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm một cái mạch băm sung dương chuyên cá có 7 nhá. Đây là sơ đồ mạch băm sung dương đây. Thì để làm được mạch này thì mọi người cần chuẩn bị cho mình những cái link ở sau đây. Và tại sao mà phải dùng cái mạch băm sung này? Bởi vì những cái dòng cái điện tử ấy, thì cái tần số của nó rất là cao, bởi vì nó chạy bị đá sung cho nên cái tần số của nó rất là cao. Mặc dù mình lọc cái cầu diode rồi, cho nên nhưng mà cái tần số nó vẫn cao, và cái tần số này nó không thể nào mà đánh cái được, cho nên bắt buộc là các bạn phải dùng qua một cái mạch băm sung để nó hạ được cái tần số xuống và nó được chuyển cái sóng này qua cái sóng nhọn nhá, thì nó mới đánh cái được và đánh cái hiệu quả hơn. Thì đây là sơ đồ mạch băm sung đây. Thì đây là mạch băm sung dương nhá, chuyên cá có 7 nhá. Mạch này thì nó khỏe hơn mạch băm sung âm, nhưng mà cái đánh cá của nó thì nó sẽ không đủ đẹp bằng băm âm, nhưng mà đánh rất là khỏe, đánh cá có 7 hoặc là có rô phi rất là êm luôn. Do thằng kia đang mở nhạc cho nên mình nói hơi nhỏ tí cho mọi người thông cảm nhá. Thì cái mạch này á là mạch băm sung dương, và cái nguyên lý hoặc là cái hiệu quả thì mình sẽ nói ở cái video sau. Thì để làm mạch này á, thì đầu tiên mọi người chuẩn bị cho mình là một cái con SR. Thì thông thường thì nếu mà cái máy nhỏ thì mọi người có thể dùng cái con SR này, hoặc là cái con BT151 hoặc là BT152, nhưng mà đây là mình dùng cái con SR TN1225, bởi vì cái con này cái dòng điện nó rất là cao và cái áp chịu nó rất là cao, nó khoảng tầm 1200V lận, cho nên nó rất là bền. Khi mà các bạn chụp với nhau ấy, thì nó có thể là nó cũng khó chết con này hơn, cũng như là nó bền hơn, cho nên anh có thể dùng cái con TN125 thì nó bền hơn nhá. Rồi, và trên tay mình đây là cái con TN125, đây là cái con SR đây. Đây để mình cho anh em xem nhá. Đây. Đây TN1225 đây. Đấy. Thì cái con này áp chịu nó là khoảng tầm 1200V và cái dòng nó khá là cao. Nó cao hơn so với con BT1, cho nên em dùng cái con này thì nó bền hơn. Bền hơn, đánh hiệu quả hơn nhá. Đây là TN1225 nhá. Rồi, và tiếp theo là cái con chở 10 ohm. Con chở 10 ohm này thì chắc em nó không biết rồi nhá. Đấy là tím đen nhá. Và một con DH DB3. Cái con này thì anh có thể kiếm trong những mặt đèn con Bắc, hoặc là đi mua. Con này nó khá rẻ thôi, nó không có gì đâu là mắc. Nó khá rẻ luôn. Hoặc là thả nhiên trong những cái bóng đèn con Bắc cũ ấy, trong đấy nó có một con này này. Thì là DB3 nhá. Rồi, và cái VR500K. VR500K nhá. Và một cái con chở 220k, hoặc là nếu như anh em ở vùng nước mà hút nước nặng ấy, thì đánh con chở 680kg, còn nếu mà vùng nước nó hơi ngọt thì đánh có thể con chở 220k hoặc là 330k cũng được. Và một con tụ 104, con tụ 104G, tụ này là tụ 2M04 nhá, hoặc là có tụ đỏ đỏ ấy. Anh lấy trong cái đèn pin trong những mạch âm ly khá là nhiều. Và một cái quần cảm, thì đấy quần cảm thì sẽ nói được. Thông thường thì những cái mạch thị trường thì nó dùng cái quần cảm như vậy. Lọc không khí, nhưng mà nếu như anh em dùng lọc không khí á, tuy nhiên là cái dòng tự cảm của nó thì nó sẽ ít hơn, cho nên em phải quấn lên. Đây là mình ghi là 60 vòng. 60 vòng này nó có lói nhá. Thì nếu anh em dùng không khí như vậy là tuy nhiên là không có lói ấy, thì các bạn quấn cho mình là 80 vòng hoặc là 85 vòng đối với vùng nước ngọt nhá, nước ngọt đục ấy. Còn nếu em nước ngọt trong thì độc quấn cao hơn, thì cái đấy thì mình sẽ nói ở video sau. Còn nếu như mà anh em sử dụng lõi không khí thì nếu anh em mà lắp cái lõi Philips này vào rồi ấy, thì anh em quấn mình là 60 vòng, bởi vì khi cái lắp này đầu thì cái độ tự cảm nó sẽ cao hơn, cho nên các bạn phải quấn xuống còn khoảng tầm 60 vòng thì đánh ok. Nhưng mà cái lợi của cái lõi này thì khi mà lắp nó vào ấy, thì nó sẽ đỡ nóng hơn, đánh nó đỡ bị nóng hơn. Nhưng mà đối với những dòng máy nhỏ thì cũng không lắp cũng không sao, nhưng mà đối với những máy lớn ấy, thì em phải lắp cái lõi này vào để cho nó không bị nóng cái cồn cảm đấy. Rồi tiếp theo là một con tụ bếp từ, hoặc là đây đây là cái con tụ bếp từ đây. Thông thường thì con tụ bếp từ nó màu đen, nhưng mà đây mình tụ lên một màu xanh. Đây là tụ 4mm nhá. Thì anh có thể dùng tụ 45mm Cái này tùy vào cái thông số nước hoặc là tùy vào cái vùng nước của chỗ các bạn nhá. Bây giờ mình chỉ nói là mô hình của cái mạch thôi, nhưng mà nếu mà anh em nào mà muốn làm các vùng nước khác nhau ấy thì cứ liên hệ qua cái nick face của mình hoặc là alo trực tiếp cho mình, thì mình sẽ nói thực kê cho em một thông số riêng để đánh những cái vùng nước khác nhau nhá. Mình vào vấn đề chính luôn. Thì nếu mà nói về cái thông số hoặc là những cái gì sau thì mình sẽ nói ở sau video hơn. Đầu tiên là SR. Thì con SR này á, thì đây nó có ba chân, đây chân 1, chân 2, chân 3. Thì mình gọi tắt nó là cái chân KAG nhá, cho nó dễ hiểu. Hoặc là mình nói những người nghiệp dư hoặc là những người mà mới tìm hiểu thì nó là 1, 2, 3 cái gì ấy, chứ không nói là mấy kia nó rắc rối lắm. Rồi thì chân thứ nhất của SR thì nó sẽ được nối qua cái cột cảm, nó nối qua cái cột cảm. Rồi và tiếp theo thì cột cảm này sẽ nối tiếp qua tụ đây, tức là nó sẽ nối tiếp qua tụ này, và đầu cái còn lại con tụ ấy thì anh em đấu vào chân thứ hai của SR. Thì đây là mình ghi mình đấu thẳng vào vô cái miếng nhôm luôn, cái miếng lưng của mặt lưng của con SR này. Thì anh để ý đây, thì cái SR này ấy, thì cái chân thứ hai đây, chân 1, chân 2 của nó sẽ được thông với cái mặt lưng luôn, là hai chân này, chân mặt lưng, cái mặt lưng của nó và cái chân thứ hai này nó sẽ được thông với nhau luôn, cho nên em có thể dùng mặt lưng này làm chân thứ hai cũng được. Rồi và tiếp theo chân thứ nhất của SR này cũng tiếp tục nối qua một con tụ 104G và nối vào điểm chung, thì tí mình nói sau luôn. Rồi chân thứ hai của SR sẽ được nối qua trở 220kg và nối tiếp qua cái biến trở VR 500kg và đấu chung với con tụ 104 luôn, nó gọi là điểm chung đấy. Tiếp theo là chân thứ ba, chân 3 cũng đấu qua con trở 10 ohm và đấu nối tiếp qua con DS DB3 và đấu vào chung với cái điểm còn lại của con tụ 104 và điểm còn lại của con VR 500kg. Rồi đó là những cái sơ đồ mà mình nói luôn. Thì sơ đồ này nó phù hợp cho những cái dòng nước ngọt đục nhá, em lưu ý là nước ngọt đục nha. Còn nếu như mà đánh nước ngọt trong hoặc nước phèn thì em gọi liên hệ qua nước phèn của mình để mình cho một cái thông số riêng, vì cái mạch này nó cũng có một cái thông số riêng để đánh những vùng nước khác nhau, chứ phải là một mạch chung đánh được tất cả nước đâu, không phải vậy nha. Rồi tiếp theo là đến cái phần mà bị lỗi. Thì nếu như mà em lắp xong ấy mà trong trường mà nó không chạy hoặc là bấm cò mà đèn nó sáng thẳng, nó không có tiếng bấm ấy, thì anh kiểm tra lại cái con DX. Nếu mà em dùng cái con DX cũ ấy, thì phải kiểm tra cái con này lại, bởi vì nếu nó hư thì nó không thể nào nó đóng mở được cho cái con SR này, thì em nên kiểm tra lại nha. Tiếp theo là kiểm tra lại cái con SR này, có thể nó bị chết, nếu nó chết thì nó không thể nào băng được. Thông thường thì nó mà chết ấy, thì nó sẽ dính thẳng luôn, là bấm nó không hề có tiếng kêu luôn, đó là nó chết rồi đó. Rồi tiếp theo là cái con tụ 104, chỉ có cái con này nó cũng chết, thì nếu nó chết thì nó không thể nào hoạt động được, bởi vì nó không có điện áp để cấp cho cái con DB3 này mở. Tiếp theo là cái con VR này, nó gọi là khá là hiếm, cho nên nếu bị thì em phải kiểm tra lại. Tiếp theo là con tụ băm. Thì con này thì nếu mà nói về nó hiếm, nó chết thì nó khá là hiếm, nhưng mà nếu nó chết thì cũng ít trường hợp mà nó bị dính thẳng lắm. Nếu mà có bị thì em cứ nên kiểm tra hết đi rõ ràng luôn, nói chung là kiểm tra hết mạch cho nó dễ hơn. Mà thông thường thì anh nên kiểm tra hai con chính là cái con SR này và cái con DX này, hai con chính, nhưng mà nó bị cái trường hợp mà bị dính thẳng. Còn cái trường hợp mà nó bị tự động nó chạy, nó nâng cao lên đấy, tự động nó đang chạy thì nó rít lên cái một là có thể là do tụ băm này nó bị cú bắt ấy, gọi là cú bắt cho nó nhanh đấy, chứ nó bị gắm ấy thì nó sẽ bị trường hợp đấy. Tiếp theo là nếu như anh em đánh ấy, mà vô tình em chập vợt với nhau ấy, thì nó sẽ bị chết, bởi vì cái dòng xuất ra của con tụ lọc ấy nó khá là lớn đấy, cho nên khi mà em chập vợt nhau thì nó sẽ làm hỏng cái con SR này, nó bị làm nổ con SR luôn, có thể đã bị nổ luôn nếu như mà tụ lớn. Nếu mà tụ lớn thì nó bị nổ luôn, cho nên là đối mặt băm xung cho cái điện tử này thì anh em không nên chập vợt nhé, gọi là không nên chập vợt luôn đấy, với cái dòng điện tử thì nó không thể nào chập vợt được, nó chỉ đánh thôi. Nhưng mà nếu như mà em muốn chập vợt đấy thì mình sẽ nói ở video sau, thì mình sẽ nói cái mạch chống chập nhé. Nhưng mà nó chống thôi, nhưng mà nó có thể chết được, bởi vì cái dòng xuất ra của cái tụ nó khá là lớn, mà cái tốc độ thì nó khá là nhanh, em biết được tốc độ của miệng thì nó khá là lẹ luôn, cho nên là chập chống nó chống được nhưng mà nó không gọi là hiệu quả lắm. đấy. Nhưng mà cái việc chống chớp, cái việc mà chống chớp ấy thì nó cũng thể là giảm cái hiệu năng của cái mạch này đi, vì là nó giảm được cái dòng hoặc là giảm được cái hiệu năng của cái mạch này, cho nên đánh cá thì mà có chống chớp ấy nó sẽ bị giảm hiệu suất đi. Nhưng mà có thì nó cũng an toàn hơn, vì nhiều anh em thì vô tình mà đang rà nó chập một cái một đấy thì nó có thể là bị chết. Nhưng mà thông thường ấy thì anh em để nước anh em rà nó chập với nhau thì nó có thể là không thể chết luôn, bởi vì khi đó cái dòng nó đang bị chuyển động vào nước rồi, nó bị giảm đi, cho nên là khó chết con này lắm. Nhưng mà nếu mà trên bờ mà khi bấm ấy mà không có trở xả thì em chập cái là nó chết ngay lập tức, bị khá là nhiều rồi. Nhưng mà cái mạch này đánh thì khá là êm, bởi vì cái mạch băng xuống dương này ấy, nó khỏe hơn mạch băng xuống âm, nhưng mà nó là tình trạng mà chết SR ấy thì ở cái mạch băng xuống dương là ít hơn so với mạch băng xuống âm đấy, để nó đánh khá là khỏe. Thì cái mạch này nó đánh cá rô phi hoặc là cá có vảy đánh khá là êm nhá. Thì những cái dòng máy mình làm ra hoàn toàn mình sử dụng băng xuống dương hết, chứ không có khi nào mà mình đánh âm. Vì những cái dòng mà mình đánh lưng chặt và cá lắc có chế khách yêu cầu thì mình sẽ làm băng âm, nhưng mà thông thường thì mình sẽ làm băng xuống dương hết. Thì dương đánh khá là êm, nhưng mà tình trạng mà chết băm ấy thì nó khá là ít. Rồi thì đây là cái mạch băm sung dương thì nó chuyên cá có vảy nhá. Và cái thông số mà mình cho trên đây ấy, là nó chuyên nó chuyên đánh ở vùng nước ngọt đục nhá. Còn nếu vào một cái vùng nước ngọt trong hoặc là ngọt phèn thì em có thể liên hệ lại cho mình sau để mình cho thông số riêng nhá, chứ không phải là mạch này mà đưa ánh nước ngọt trong thì nó cũng không hiệu quả nhá. Rồi tiếp theo để ở đây mình có thắc mắc gì không nha. Tiếp theo là SR này ấy, thì các con này anh có thể thấy là có thể thay thế bằng cái con phép lớn, à, con SR lớn, nhưng mà cái con này thì mình chưa tìm hiểu qua, mình chưa dùng luôn. Nó chỉ dòng dùng cho cái dòng máy là 16 hoặc là 40 phép thôi. Nhưng mà những dòng máy tầm trung thì nó dùng cái con này cũng được, hoặc là dùng cái con BT 151 hoặc là 152. Nhưng mà thông thường thì những dòng hiện tại bây giờ thì nó dùng cái con này nó bền hơn, chứ không ít người dùng cái con BT lắm, bởi con đấy thì bên chồng một cái nó đi luôn.